hương tôi đùi đôi vẫn bao đời, hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiến thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của tôi. Vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiên thủy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiến thủy vẫn vương. Nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất tận. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trong kiên với sông núi ngàn năm, kiên thủy yêu thương của chân chúng tôi đã qua một tháng nào, tiếng đời đầu sóng canh dưới đất trời của quê hương ta kiên thủy yêu thương, của người Hải Phòng trung dũng kiên cường. Từ một mùa thu năm xưa ra đi, thân chào Kim Sơn còn âm và tiếng trống, các vị thủy hương yêu bay bay rằng. Thưa các vị đại biểu, thưa quý vị khách quý cùng toàn thể các thành viên và câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Ngũ Đoan, thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe do hội người cao tuổi xuất phát từ nhu cầu về phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, đặc biệt là môn bóng chuyền hơi được nhân dân trong xã rất yêu thích và tham gia ngày càng đông. Mặt khác, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Ngũ Đoan thường xuyên tập luyện trong môi trường thuận lợi, được sự nhất trí ủng hộ của lãnh đạo và nhân dân thôn Đứng Thắng cùng với sự quan tâm của ủy ban nhân dân xã Ngũ Đoan, được sự thống nhất về tinh thần cũng như hưởng ứng về kinh phí của các thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Ngũ Đoan. Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2022, câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Ngũ Đoan long trọng tổ chức lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Ngũ Đoan. Tới dự lễ ra mắt, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu huyện. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Tập, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Đại biểu xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn, các đội bóng về tham gia giao hữu An Dương
Đại Hợp, Đại Hà, Tân Trào, Thuận Thiên và Thụy Hương. Các vật đầy đủ, các thành viên câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan, các đồng chí phóng viên đài phát thanh huyện Kiến Thụy dự ghi hình và đưa tin, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Huy Bén lên phía trước đại diện cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan nhận hoa từ ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Thọ Toàn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đương Thắng lên tặng hoa cho câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chúc mừng câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Thọ Toàn và xin chúc mừng câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Huy Bén, đại diện cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, lời đầu tiên thay mặt các hội viên câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các thành viên các câu lạc bộ bóng truyền hơi trong huyện và các cổ động viên nhân dân địa phương quan tâm đến hoạt động của câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan. Kính thưa quý vị, với sự quan tâm của thôn Đương Thắng cùng với sự quan tâm của ủy ban xã Ngũ Đoan, mọi người dân cùng sở thích đam mê bóng truyền hơi đã được tham gia vui chơi và gắn kết với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Thưa quý vị, bất cứ hoạt động thể thao nào muốn duy trì thường xuyên, muốn thu hút đông đảo người tham gia cũng muốn đạt thành tích cao trong thi đấu thì cần phải có một hình thức tổ chức quản lý tốt. Hình thức tổ chức đó người ta gọi là câu lạc bộ. Với lý do đó, hôm nay các thành viên trong đội bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan tuyên bố thành lập cũng như lễ ra mắt câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan. Xin chúc mừng câu lạc bộ, mong muốn thời gian tới câu lạc bộ tổ chức hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao thành tích hoạt động thể dục thể thao của địa phương. Cũng rất mong muốn các câu lạc bộ bóng truyền hơi trong huyện nhà, các cổ động viên nhân dân địa phương ủng hộ giúp đỡ, giao lưu trao đổi, tạo điều kiện cho câu lạc bộ bóng truyền hơi xã Ngũ Đoan ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Cuối cùng xin chúc tất cả các quý đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe hạnh phúc, chúc toàn thể các thành viên câu lạc bộ bóng truyền hơi trong huyện nhà hoạt động tốt sôi nổi, đoàn kết thi đấu, kết quả cao trong mọi giải đấu. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Huy Bén thay mặt cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan. Tiếp theo chương trình, câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan có một phần quà thân tặng các vận động viên của các đội tham gia giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Huy Bén, đại diện cho câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan, ông Vũ Thọ Toàn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đương Thắng lên trao phần quà cho các đơn vị tham gia giao hữu chiều ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời hai ông. Xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn đội bóng câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Đại Hà cũng có lãng hoa rất là tươi đẹp ý nghĩa chúc mừng cho sự ra mắt của thành lập câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan chúng ta ra mắt và chụp ảnh lưu niệm. Xin kính mời các đồng chí trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các vận động viên, chương trình khai mạc ra mắt câu lạc bộ bóng truyền hơi của xã Ngũ Đoan đến đây là kết thúc. Sau đây thì xin kính mời các đơn vị chúng ta về vị trí để chuẩn bị cho chương trình thi đấu giao hữu trong buổi chiều ngày hôm nay.
Và sau đây thì xin kính mời các vận viên của chúng ta về vị trí để chuẩn bị cho chương trình thi đấu trong chiều ngày hôm nay. Nữ là chúng ta sẽ thi đấu loại trực tiếp đánh một xét 25 lệch nhau 2 quả. Trận thứ nhất là Đại Hợp với Vũ Đoàn, trận thứ hai là Đại Hà với An Dương, chúng ta đánh knock out luôn. Thua là chúng ta nghỉ luôn và thắng hai đội thắng đánh như trận chung kết luôn. Mọi người hiểu chưa ạ? Đối với Nam, Nam của chúng ta có 6 đơn vị. Như vậy à, chúng ta có hai bảng, bảng A của chúng ta có 3 đội, đó là An Dương, Đại Hợp và Đại Hà. Bảng B có Ngũ Đoan, Thuận Thiên và Tân Trào. Như vậy là đối với Nam là chúng ta đánh vòng tròn một lượt, tuy nhiên là mỗi một trận đấu chỉ bằng một set đấu với tỷ số 21 lệch nhau 2 quả. Sau khi mỗi một bảng chúng ta đánh xong vòng loại rồi, chúng ta chọn hai đội vào đánh bán kết. Và nếu hai đội thua chúng ta cũng nghỉ luôn, hai đội thắng chúng ta đánh trận chung kết là xong. Như vậy đội Nam sẽ phải đánh tổng cộng là 9 set đấu từ giờ đến chiều tối. Mọi người hiểu chưa ạ? Vâng, xin mời. Như vậy nữ bây giờ sẽ vào đánh ngay Đại Học và Ngũ Đoan, xin mời vào sân khởi động. Còn đối với Nam, bảng A sẽ đánh trước trận 1, đó là An Dương và Đại Hà. Xin mời các đơn vị An Dương Đại Hà chúng ta vào sân khởi động. Thông báo để các bác nắm được luôn, trận thứ hai của Nam là trận 1 Ngũ Đoan thi đấu với Tân Trào ở bảng B. Như vậy chúng ta đánh bảng A một trận, sau đó lại đánh bảng B một trận. Các bác cứ thi đấu, sau đó tôi sẽ thông báo tiếp. Yeah.
cấm không qua lưới, bảy điểm cho Đại Lộc, 2 điểm. Chân vừa điều kìa. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Đại Lộc, 3 điểm. Mình không vội vàng. Điểm cho Đại Lộc, 4 năm. Đánh bóng nữa, đổi điểm cho Vũ Đoan, 6-4. Chơi vậy. 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 Ch
Yeah.
chị hợp với chị Yến nhanh lên. Ai không một hai một ngày. Hai cuộc công hoàng rồi đấy. Dạ, nghe bạn này rồi. Bây giờ mình vào mình cho cái gì đây người? À, xin người cái tay về thôi. Người đi, Diễm Bèo. Tài đã đuổi đâu rồi rồi. Đúng luật, trưởng thao thái đường được vào. Rồi, chậm ra đâu rồi. Rồi, nó bó rồi, chạy ba rồi. Nó bó rồi, nó bó rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các trận thi đấu hôm nay đều được phát trên các kênh Facebook rồi Nano và các truyền hình được có quay các camera và được đưa lên các bản tin thanh thiết bị nên là đề nghị chúng ta thể hiện tinh thần thể thao rất là vui. Điểm bấm 12 đầu là anh chàng phát tay thật đổ to. Lỗi tâm bạch của cầu thủ An Phương đổi điểm cho đại học 13-12. Cầu thủ số 3 là phá bóng. Bóng ra ngoài. Lại đầu thủ lại một tay thôi. Phá bóng trực tiếp. Điểm cho An Phương 14-13. Điểm pha vào bóng rất đẹp. Điểm cho An Phương 15-13. Cầu thủ số 12 và được bóng rất tốt. Điểm đổi cho đại học 14-15. Đánh bóng ra ngoài 15 nào. Vỗ tay. Đồng viên hai hội trên nhìn nhau từng hoạt một. Trận đấu rất hấp dẫn và kỳ tính. Điểm cho đội An Phương 16-15. Rồi, cố gắng lên.
điểm cho đại học 17-19, chỉ còn 2 quả nữa thôi rồi đại học cố gắng sang bằng tỷ số. Quả bóng rất tốt cho đường thủ số 3 của đại học Nam An và thơ đại học được điểm 18-19. Thank you.
Thank you.
24. Điểm bóng cho Thuận Thiên 4-0. Tôi thất là đội Tân Trào có nhiều chức vô địch thi công và Thuận Thiên đã vượt lên 4-0. Bóng không còn lưới, điểm cho Thuận Thiên 5-0. Có lẽ là đội thủ tốt nhất chiều ngày hôm nay là đội Thuận Thiên, bóng rất tốt. Anh đến đây. Ôi. Đây. Xứng đáng là đội chung kết mang lại những pha bóng rất hay để thật đẹp mắt cho khán giả. Đội bóng rất tốt của cầu thủ số 8 Lý Văn Đờn, 6-0 cho đội Thuận Thiên. Đồng Hà điểm 6-4 cho cô Lan. Điểm bóng không có chỉ điểm đổi cho Thuận Thiên 5-6. Giải luôn. Bóng rất căng. Sáu nào là người thủ nào vô tay. Không cứu được. Điểm đổi. Bóng cho Vũ Loan 7-6. Điểm cho Vũ Loan 8-6. Đội bóng rất tốt. Điểm cho Vũ Loan 9-8. Quả thắng phạt của cầu thủ số 7 Vũ Loan, điểm cho Vận Thiên 9 đào, vỗ tay. Cầu thủ số 10 Thuận Thiên Phúc.
điểm cho Thuận Thiên 19.
Tất cả của cầu thủ số 6 Hoàng Du điểm nóng cho đội Hà 79. Đội Hà cố gắng lên. Tất bia nhỉ. Trận đấu rất tốt của cầu thủ Đức Tân của Đại Hà. Đã chín có một quả nữa thôi. Đại Hà sẽ sân bằng tỷ số. Đối với các của cầu thủ Đại Hà điểm bóng cho Tân Trào 18. Điểm cho Đại Hà Tân Trào 11-8. Người Đại Hà đang cố gắng quyết tâm rất cao để sang bằng tỷ số. Điểm cho Đại Hà 9-11. Các vận động viên chú ý khi có nhận lệnh còi và trọng tài mới được phát bóng. Điểm bóng cho Đại Hà 17-14. Lỗi của đội Đại Hà điểm bóng cho Tân Trào 15-19. Điểm cho Tân Trào 16-19. Đơn giản mà. Có bà phải đơn giản mà. Có đội của Đại Hà chạm lưới 18-19.
19 đều dành cho Tân Trào. Rồi này Hà có hụt ý không? Có mấy gà nhá, chào bạn, không mấy gà. Số 3 Tân Trào có. Dẫn cho Tân Trào 20, 19. Ngô Thắng Bạch của cầu thủ số 8. Xin chào. À, người nào vỗ tay lên khán giả ơi. Và hai đội bắt tay nhau như vậy, đội Đại Hà và Tân Trào gặp thắng đội Đại Hà với tỷ số 22-20. Chào
ba đẹp. Đứng tiếp đi. Bắn rất mạnh, rất tiếc là không qua lưới. Điểm cho Tận Thiên 7-1. Nếu Tận Thiên thắng lên chào hôm nay thì đấy là sự tạo sự bất ngờ lớn nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Đội bóng rất tốt của cầu thủ số 6 Tận Thiên, một pha bóng đội bóng rất mạnh. Cầu thủ số 8 Nguyễn Văn Nhàn thắng bóng. Bỏ ra ngoài, điểm cho Tân Trào 2-8. Cầu thủ số 6 phòng bóng. Điểm bóng rất tốt, rất thích là không qua lưới. Đổi điểm 9-2 cho Tân Thiên. Rất tốt của thủ công số 8 Tân Trào. Bóng rất mạnh của cầu thủ Nguyễn Văn Hàn số 8 thủ công Tân Thiên. 12 cho Tân Thiên. Số 6 Tân Thiên thắng bóng. Bóng rất tốt. Điểm cho Tận Thiên 11-2. Số 7 thắng bóng. Nhất không còn lưới. Điểm cho Tân Trào 3-11. Nếu Tân Trào xoay bằng tỷ số thì đúng đầu ngoại hôn xứng đáng của đội luôn giành giải nhất người vô địch trong giải giải. Đá bóng không qua lưới, điểm cho Tân Trào 4-11. Số 3 Tân Trào phát bóng. Các sân đập bóng rất tốt. Điểm cho Tận Thiên 12-4. Đối theo một thanh đó, điểm cho Tân Trào 5-12. Tổng bóng rất mạnh của cầu thủ Văn Khương số 8 Tân Trào 6-12 cho Tân Trào. Tổng bóng rất tuyệt vời của cầu thủ cao tuổi nhất Tân Trào. Lại còn pha bóng, cái bóng tuyệt vời nữa của cầu thủ số 10. Tuổi rất cao nhưng mà đánh cũng rất hay. Điểm cho Tân Thiên 13-6. Một bất ngờ lớn nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh
Bóng bóng rất tốt, cầu thủ số 8 Văn Khương đã mang về thân chào. Điểm cho thân chào 73. Đánh bỏ rất tốt. Điểm cho thân chào 8-13. Thân chào cố gắng lên, rất sẵn bằng tỷ số. Đã bóng rất tốt nhưng thủ rất hay. Một pha chân bóng rất tốt của cầu thủ số 10 Thuận Thiên. Điểm cho Thuận Thiên 14-8. Cháu nhỏ là không lệnh ở bên trận đấu. Văn Khương phát bóng. Thông qua lưới. Điểm cho 16-9. Tâm trả tâm lý rồi, Tâm đứng lại đây. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Thuận Thiên 17-9. Một bất ngờ là rất bất ngờ trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất cố gắng nhưng rất rất không cứu được. Rồi điểm cho Tân Chào 10-17. Tân Chào cố gắng lên. Tân Chào cố gắng sẽ bằng tỷ số. Trận đấu là tiếp tục đây, trọng tài chưa thổi còi, vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Bóng không còn lưới, điểm cho Tân Chào 21-17. Của Tân Chào đang rất quyết tâm sang bằng tỷ số. Cầm rất mạnh của cầu thủ số 8. Điểm bóng cho Tân Chào 12-17. Đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Tân Chào 13-17. Tân Chào đang tiếp tục ghi điểm nhận quyết tâm sang bằng tỷ số. Đội thành viên xin phép ra đồng hộ ý. Trận đấu tiếp tục. Số 8 Tân Chào phát bóng. Mười ba, mười bốn, mười bảy, chỉ còn 3 quả nữa thôi. Đây nhìn chỗ xin cảm ơn các trọng tài viên đã xác định bóng ra ngoài. Điểm cho Thuận Thiên 18-14. Trận bóng rất tốt của Thuận Thiên. Lại một pha ghi điểm của thủ công số 8 Nguyễn Văn Đàn, số 8 Thuận Thiên. 19-14. Số 10 Nguyễn Thiên phát bóng. Bình tĩnh, rất khéo léo. Pha bóng cuối rất hay. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Thuận Thiên 20-14.
Bảo lần thứ nhất. Như vậy, đội vận viên đã giành chiến thắng trước đội Tân Trà với tỷ số 21-14. Đội giành đương kim chức vô địch buổi chiều ngày hôm nay là đội Thuận Thiên, giành giải nhì, giải hai, thứ hai là xã Tân Trào, đồng giải ba là xã Đại Hà và xã Đại Hợp. Chương trình sở hữu bóng Trần Huy người cao tuổi trong chương trình lễ thành lập câu lạc bộ bóng Trần Huy Sang Cô Đoan đã thành công hết sức tốt đẹp, và trong chương trình thi đấu hết sức tích cực trên môn cao trong buổi chiều ngày hôm nay, cả hai nội dung nam và nội dung nữ đã diễn ra thành công tốt đẹp, và thiên thời nhờ lợi nhân hòa, đến thời điểm này chúng tôi đã chọn được ra sự xếp hạng của thứ tự của các đội, đội nữ cũng như đội nam. Sau đây ban tổ chức xin tổng kết trao giải cho đội nữ trước. Với 4 đội nữ của chúng ta thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay, giải quyết tích cực về đội của An Dương, giải ba thuộc về đội của xã Vũ Đoan, giải nhì thuộc về đội của xã Đại Học và giải nhất thuộc về các cầu thủ nữ của xã Đại Hà. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và xin mời ông Nguyễn Huy Bén, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền hơi xã Vũ Đoan, thay mặt cho câu lạc bộ lên trao giải khuyến khích giải ba và giải nhất cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời ông. Giải khuyến khích thuộc về các cầu thủ nữ của chúng ta thuộc đội tuyển An Dương. Giải ba thuộc về các cầu thủ nữ xã Phú Đoan. Giải nhì xin được chúc mừng các cầu thủ nữ của chúng ta ở xã Đại Học. Và giải nhất xin được chúc mừng các cầu thủ của chúng ta, các cầu thủ nữ của chúng ta đến từ xã Đại Hà. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Huy Bén và xin được chúc mừng các vận động viên của cả 4 đội nữ của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Huy Bén. Sau đây ban tổ chức tổng kết trao giải đội Dung Nam. Đội Dung Nam ban tổ chức trao giải nhất, giải nhì và đồng giải ba. Đồng giải ba thuộc về đơn vị xã Đại Hồng, xã Đại Hà. Đơn vị đạt giải nhì chính là đội của Tân Trào, và giải nhất thuộc về đội Thiên. Xin trân trọng kính mời ông Huy Bén trao giải đồng giải ba cho hai đơn vị xã Đại Hồng và xã Đại Hà. Giải nhì thuộc về các cầu thủ của xã Tân Trào, và giải nhất thuộc về các cầu thủ đến từ xã Thuận Thiên. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Vũ Huy Bén, và xin được chúc mừng các cầu thủ của chúng ta. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện của các đơn vị trang bị đại biểu và toàn thể các khán giả, cũng như các cầu thủ của chúng ta đã về chung vui của hôm nay.